sốc trước nhan sắc nam thần Li Min Ho, bụng phệ, da nhăn, già hơn cả chục tuổi. Li Min Ho có lẽ đã không còn giữ được phong độ Mỹ Nam đỉnh cao một thời nữa rồi. Limin Min Ho là một trong những cái tên đỉnh đám hàng đầu cây bít. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2022. Tên tuổi của nam tài tử gắn liền với loạt phim ăn khách như Vườn Sao Băng, Thợ Săn Thành Phố, Những Người Thừa Kế, Thần Y, Nỗi Buồn găng Nam, Chuyện Tình Biển Xanh, Pachinko. Lee Min Ho cũng là gương mặt thương hiệu cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Được gọi là nam thần của mọi nam thần làng phim cây bít, Lee Min Ho từng giữ vững vị thế như hình mẫu top đầu khi nhắc đến ngoại hình của diễn viên nam trên màn ảnh. Có khoảng thời gian tài tử sinh năm 1987 đánh mất phong độ vi rùa ổn định, thậm chí còn 5 lần 7 lượt gây sốc vì dáng vẻ thừa cân mất kiểm soát. Tuy vậy khán giả vẫn an tâm vì Lee Min Ho khẳng định luôn có cách hô biến diện mạo về lại trạng thái tiêu chuẩn mỗi khi có tác phẩm mới nhưng có vẻ như sau bao năm cố gắng, Lee Min Ho đã không còn theo được bí quyết giảm cân thần tốc bao năm và cũng chẳng thể tút lại được vẻ hoàn hảo như xưa. Đơn cử vào ngày 23 tháng 8, nam diễn viên đã cùng dàn sao Pachinko có mặt ở khách sạn 5 sao Grand Intercontinental Seoul Panas, quận Gangnam, Seoul để tham gia họp báo quảng bá cho phần 2. Và một bức ảnh của truyền thông Hàn đã khiến người hâm mộ thật sự sốc nặng vì phô bày hết khuyết điểm của nam thần vườn sao băng hiện tại. Nếp nhăn hàn sâu khắp vùng mắt và miệng, Phần mỡ mắt cùng gương mặt khá bầu bĩnh khiến nam tài tử này trông già đi cả chục tuổi. Anh còn để lộ phần bụng kém thon, phải lấy áo khoác che lại. Mặc dù vậy, Lee Min Ho vẫn cứu vớt được chút nhờ ảnh chụp xa, khoe gương mặt ăn hình và ngũ quan nổi bật. Lee Min Ho lộ phần bụng kém thon dù đã chọn đồ tối màu để che bớt ngoại hình lên cân. Điểm cộng là qua hình chụp cự Lisa, nam tài tử trông vẫn thu hút và giấu được dấu vết lão hóa. Khán giả cho rằng, một số tờ báo Hàn như Mi Daily vẫn ưu ái chỉnh sửa, cà ra cho Lee Min Ho. Mặc dù với ngoại hình phát tướng và lộ rõ sự lão hóa của tuổi tác nhưng với chiếc sống mũi cao vút cũng giúp nam thần vớt vát được phần nào. Đây vẫn là một trong những đặc điểm hot hòn hòt trong lòng người hâm mộ. Mũi của anh luôn khiến các fan nam ao ước, fan nữ suýt xoa khen ngợi. Thời kỳ Lee Min Ho có được gương mặt ở trạng thái ổn định nhất là hồi đóng vườn sao băng. Không nói đến kiểu tóc xoăn cần có cho vai diễn, ngũ quan của nam diễn viên được nhận xét là hoàn hảo đến mức trở thành tiêu chuẩn tại Hàn Quốc một thời. Bạn nghĩ sao về sự thay đổi ngoại hình của Lee Min Ho? Hãy để lại bình luận của mình phía dưới nhé. Đừng quên like và sắp kênh ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video.